Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc và sức khỏe cũng như là tình duyên của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 2 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo, trong tháng 2 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải chịu rất nhiều những ảnh hưởng bởi hung tinh thái tuế, nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực và nhất là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc, nếu bản mệnh không nắm được vận trình thái tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi, sức khỏe suy yếu. Ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ phải quá lo lắng, bởi vì những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình là để giúp cho chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mà thôi, trưởng thành hơn mà thôi. Sau những biến cố xui xẻo thì bao giờ cũng là một con đường sáng lạ ở phía trước, đúng không ạ? Và chắc chắn, nếu quý vị nắm được vận mệnh và biết đi đúng hướng, thì những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 này sẽ có được những thành công, đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì, để biết được vận trình tài lộc của mình ra sao trong tháng 2 âm lịch và từ đó sẽ có được những bước đi vững chắc, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi phân tích ngay sau đây được phát sóng trên kênh Phong thủy Gia Cát. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và kỳ bí. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ và nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự và có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt. Những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi sau đó giải quyết một cách ổn thỏa. Xem tử vi tháng Quý Mão trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Kỷ Tỵ có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến trong sự nghiệp giống như là mong muốn của bản thân. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đề ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý, đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Quý Âm Thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Kỷ Tỵ năm nay gặp phải sự kìm hãm của thái tuế, dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể vì bạn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần cho chính mình thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến cho những người tuổi Kỷ Tỵ đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực bi quan sẽ khiến cho tuổi Kỷ Tỵ dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Bạn cần phải tự xốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón nhận thêm nhiều điều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân.
dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, trong tháng 2 âm lịch này, các quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sẽ dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền. Tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao và nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả. Bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu thụ động, dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1989 không gặp phải vấn đề quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh sơ sẩy để bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới trước mắt bạn, hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ, chớ vội vàng đi tới quyết định với ai chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như ý muốn. Người đã có gia đình được sống trong những ngày tháng yên bình, vợ chồng dần thấu hiểu nhau hơn, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Kỷ Tỵ cũng luôn coi những người thân yêu nhất của mình là động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3, đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là kim bạc kim, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mục cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc.
ngày âm lịch ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 2 âm lịch này. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.